Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui cùng được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Dạ, lời đầu tiên em xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống. Và trước màn hình của cô chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh của con đường Tố Hữu thuộc khu đô thị VCN Phước Hải này quý vị. Em đang đi trên con đường Tố Hữu hướng này là sẽ ra giao lại với Lê Hồng Phong. Dạ, góc này là con đường Đồng Nai giao với đường Tố Hữu nè. Dạ. Và đi thẳng qua bên kia là sẽ siêu thị Copmart. Copmart nằm bên tay trái vị, ra ngay giao ngay ngã ba của Lê Hồng Phong và đường Tố Hữu. Con đường Lê Hồng Phong ngày xưa nó là con đường tỉnh lộ 4 vị. Khu vực của VCN Phước Hải ngày nay rất là đẹp. Nó là một cái khu đô thị gần trung tâm của thành phố. Ở trong video ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của đường phố Nha Trang vào ngày hôm nay, cũng như là em sẽ đi qua ngôi chợ sớm mới và sẽ đi ra khu vực của biển Nha Trang xem tình hình biển vào mùa đông như thế nào nha quý vị. Kính thưa cô chú anh chị bạn, thì thời tiết Nha Trang mấy ngày nay cũng đã ảnh hưởng không khí lạnh rồi và trời bắt đầu rét rồi vậy. Nay ra đường là phải đeo, phải mặc áo khoác á, không là nó cũng lạnh hơi buốt á vậy, lạnh buốt á, cũng khá là lạnh rồi. Thời tiết đã vào những ngày của chuẩn bị sắp đến Noel, sắp đến mùa Giáng sinh rồi, cho nên khí hậu đã bắt đầu lạnh. Và vào góc này là ngã ba của con đường Tố Hữu và đường Lê Hồng Phong này. Đi thẳng qua bên kia là con đường Cao Bắc Quát. Và đây là những hình ảnh của con đường Cao Bắc Quát này quý vị. Con đường Cao Bắc Quát ngày xưa nó là con đường Thoại Ngọc Hầu. Trời lạnh nhưng mà cũng có lúc gió cũng mạnh đó vị, rồi cũng có lúc nắng, rồi có lúc thì trời nó cũng âm u. Thời tiết nói chung là nó lý tưởng nhất trong năm và đẹp nhất trong năm vị. Mùa này là đi du lịch Nha Trang thì tuyệt vời rồi, một không khí lạnh lạnh, lạnh lạnh buốt buốt sơ sơ, cũng như là thời tiết rất là đẹp. Đi dạo đường phố dạo biển là cảm giác rất là thoải mái. Dạ, ngay vị trí này là con đường Cao Bắc Quát này, giao với đường Nguyễn Trãi nè, đường Trần Nhật Duật và con đường Phù Đổng. Con đường Nguyễn Trãi bên mấy tay trái quý vị, ngày xưa nó là con đường Phước Hải, nó là đường một chiều, hướng này không rẽ được. Bây giờ mời cô chú các bạn qua con đường Phù Đổng. Dạ, và trước màn hình của cô chú chị bạn, đây là những hình ảnh của con đường Phù Đổng này. Con đường Phù Đổng ngày xưa nó là đường Phù Đổng Thiên Vương. Đường này thì nó cũng chỉ có một đoạn ngắn thôi. Đi thẳng hết con đường này thì quý vị sẽ ra giao lại với con đường Nguyễn Hoàng. Con đường Nguyễn Hoàng ngày xưa nó là con đường con đường Ngô Gia Tự nhé. Bây giờ em xin lỗi, con đường Ngô Gia Tự bây giờ thì ngày xưa nó là con đường Nguyễn Hoàng quý vị. Dọc hai bên đường Phù Đổng này thì cũng kinh doanh buôn bán. Giờ này em đi cũng giờ buổi trưa rồi, cho nên là có vẻ như các cửa hàng quán họ đóng cửa nghỉ ngơi hết vị. Ở ngay góc này là chung cư Ngô Gia Tự nè, bên tay phải quý vị đó. Nhờ vào đây là những hình ảnh của con đường Ngô Gia Tự, ngày xưa là con đường Nguyễn Hoàng. Khu vực chợ sớm mới thì cũng nằm trên con đường này. Em đi giờ này là buổi trưa cho nên là một số cửa hàng kinh doanh buôn bán có vẻ như họ đóng cửa nghỉ trưa hết vị. Đoạn này gần cái đền Hùng Vương này và cái chùa Linh Thú. Nha Trang kinh doanh buôn bán nó không có số bồ bằng Sài Gòn hết vị ha. Ở Sài Gòn ngày chơi buổi trưa là hình như là người ta không bao giờ mà đóng cửa nghỉ trưa đâu. Buôn bán kinh doanh 24/24 luôn, thậm chí và bán về khuya nữa. Còn ở đây em thấy là công ty cũng như là các cửa hàng kinh doanh buôn bán là cái thời gian nghỉ trưa là họ đóng cửa hết. Sài Gòn thì lúc nào cũng tấp nập, không có giờ nào gọi là nghỉ cả. Dạ, góc này là con đường Hồng Bàng giao với con đường Ngô Gia Tự nè. Đường Hồng Bàng cũng là một trong những con đường rất đẹp quý vị. Nó có những cây hoa phượng và những cây muồng, độ bóng rất là mát.
Buổi trưa thì có vẻ đường phố hơi vắng, mọi thứ rất là yên bình quý vị. Đoạn này đường Ngô Gia Tự thì nó gần với chỗ xóm mới rồi. Ngay vị trí ngã tư này là đường Võ Trứ giao với đường Ngô Gia Tự, vậy bên tay phải vì đó là cái cổng chợ xóm mới nằm trên con đường Ngô Gia Tự cổng chính. Thì ngôi chợ xóm mới này nó được bao bọc xung quanh bốn cái con đường, vậy đường này là đường Ngô Gia Tự nè, rồi bên tay phải vì đó là con đường Huỳnh Thúc Kháng, rồi con đường Trần Nguyên Hãn và con đường Võ Trứ. Ở ngôi chợ này cũng rất là rộng và ngôi chợ này nằm ở trung tâm của thành phố Nha Trang. Bởi vậy cho nên là buôn bán kinh doanh cũng rất là nhộn nhịp và tấp nập. Ở dọc đây là những cái hàng quán trái cây nè quý vị. Vừa rồi em mua một ít quýt quýt thái 40.000 một ký, và gốc này là con đường Trần Nguyên Hãn giao với con đường Huỳnh Thúc Kháng này. Bây giờ mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường Trần Nguyên Hãn nha. Ở ngôi chợ xóm mới khá là rộng rãi, nó được bao bọc bởi bốn con đường nữa. Mấy bên này thì là những cái quầy tạp hóa, vậy các ký ốt tạp hóa là bên con đường Trần Nguyên Hãn. Còn bên Huỳnh Thúc Kháng thì là các cái kiosk bán cửa hàng bán quần áo, bán trái cây ở phía ngoài. Và vào góc này là con đường Võ Trứ với đường Trần Nguyên Hãn rồi vị. Đây, mé bên này là của con đường Võ Trứ nè. Đường Võ Trứ ngày xưa nó là con đường Nguyễn Trãi. Dọc qua đây thì bên tay phải là chợ xóm mới cũng có trái cây, rồi họ bán hoa nữa. Đoạn này bán hoa thì nhiều. Bên kia thì các cái cửa hàng quần áo. Ở ngay vị trí này là cái số 76 của đường Võ Trứ ngày nay. Chợ giờ trưa cho nên là khá là vắng. Đường phố cũng vắng và chợ cũng vắng vậy. Bây giờ em sẽ đi xuống biển thử. Biển mấy ngày nay thử xem tình hình như thế nào như vậy, nó có đẹp hay không. Lưu thông thẳng theo hướng này của đường Võ Trứ thì cô chú chị bạn sẽ ra giao lại với con đường Tô Hiến Thành. Dọc đây trên đường Võ Trứ là các cửa hàng bán shop bán trái cây cũng như là tạp hóa. Những ngôi nhà ở đây em thấy nó rất là cũ, những nhà hồi xưa giờ vậy, những ngôi nhà thiết kế kiểu hồi xưa giờ. Đây là những cái số 96, 98 của con đường Võ Trứ nè. Những căn nhà này thì họ để dùng để kinh doanh.
khu vực gần chợ mà. Rồi bây giờ mời cô chú chị bạn lưu thông tiếp trên con đường Võ Trứ này. Trước hình quý vị là ngã ba của đường Võ Trứ và con đường Tô Hiến Thành nè. Dạ, và em đang lưu thông trên con đường Tô Hiến Thành vậy. Đi thẳng thì sẽ ra giao lại với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai ngày xưa nó là con đường Hàm Nghi quý vị. Con đường Tô Hiến Thành này cũng rất là nhộn nhịp và khách du lịch đi dạo mua sắm. Nó song song với con đường khu phố Tây, con đường Nguyễn Thiện Thuật, ngày xưa là con đường Lê Văn Việt. Đó, khách Hàn Quốc họ đi dạo rất là đông trên con đường Tô Hiến Thành đấy vậy. Phía trước là ngã ba Tô Hiến Thành với Nguyễn Thị Minh Khai. Cái góc này có hai cái tòa nhà khách sạn cả 40 tầng rất đẹp, đó là Rigaria Gold Hotel và Vertigo Hotel. Giờ vào đây là những hình ảnh của con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngay đoạn này là tòa nhà Panorama bên tay trái quý vị nè, khu vực của quảng hội trường. Phía trước đó là ngã ba của con đường Trần Phú giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Con đường Trần Phú ngày xưa nó là đại lộ Duy Tân. Ra ngay vị trí này là khu vực biển rồi, khu vực của quảng trường. Dạ, em đi trên con đường này đó là đại lộ Duy Tân ngày xưa nè quý vị. Ngày nay là con đường biển Trần Phú tuyệt đẹp của thành phố Nha Trang. Con đường được mệnh danh là Triệu Đô. Dọc đoạn này là khách sạn Novotel bên tay phải vậy nè. Tới khách sạn Novotel, rồi tới khách sạn Mường Thanh Center, rồi cái Stadin. Bây giờ mời cô chú chị bạn xuống dưới biển nha, xuống dạo biển một xíu nha. Chà, biển hôm nay cũng khá đẹp quý vị. Wow, biển hôm nay đẹp quá. Nước cũng khá là trong á, không có đến nỗi đục lắm. Sóng thì trắng xóa, bầu trời thì xanh ngắt đẹp quá. Biển xanh cát trắng nắng vàng, đúng đẹp luôn quý vị ơi. Sóng thì mùa này nó hơi lớn quý vị, sóng vô cuồn cuộn liên tục và gió nó cũng mạnh nữa, sóng trắng xóa luôn. Đó, và dọc bãi biển thì là những cái dù của các khách sạn để cho khách du lịch có thể tắm rồi lên nghỉ ngơi hoặc là tắm nắng. Như vậy là biển Nha Trang đã nhộn nhịp trở lại rồi, đã vui trở lại vào sau những ngày mưa tầm tã vậy. Nay trời đã nắng đẹp và khí hậu lạnh lạnh rất là tuyệt vời. Và với khí hậu như thế này thì cái lượng khách Kazakhstan họ rất là thích biển của Nha Trang. Hiện tại em thấy là cũng rất là đông khách Kazakhstan và họ ra biển để mà tắm nắng vào buổi trưa đấy vị. Ngoài khách Kazakhstan ra thì có khách Hàn Quốc nữa. Dọc đây là những cái hàng dừa rất là đẹp, gió lung lay, cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu khi ra biển nằm phơi mình trên những bãi cát tắm nắng cũng như là tắm biển.
quá đẹp luôn quý vị ơi. Rất là nhiều người cũng đang tắm biển nè. Đó. Tắm biển, tắm nắng nữa. Biển Nha Trang là một trong những bờ biển rất là đẹp, hình vòng cung chạy uốn lượn dọc trên con đường Trần Phú. Ngoài ra thì bên phía bắc của thành phố Nha Trang thì cũng có biển Phạm Văn Đồng, khu vực biển Bãi Dương quý vị. Ngày nay cũng rất là đẹp. Ở bên đó thì có bãi biển Hòn Trồng, cũng là một bãi biển rất đẹp. Nó nông cạn cũng như là cát thì trắng mịn, sóng thì rất là nhẹ nhàng lăn tăn, nhẹ hơn bên sóng bên biển của đường Trần Phú. Nó chạy dọc ở đây thì có thể thấy được rất là nhiều những cái máy dù để ở phía dưới biển và những khách sạn cao tầng Novotel này, Panorama, AB Central Square, rồi xuống dưới kia là Havana, rồi Sheraton, Intercon, rất là nhiều những khách sạn chạy dọc trên con đường Trần Phú. Sóng khá là mạnh vậy. Ở phía dưới kia là đoạn tháp Trầm Hương thì em thấy cũng rất là nhiều, đoạn phía dưới đó là rất là nhiều khách du lịch đang tắm biển và nghỉ ngơi dưới đó vui chơi. Tháp Trầm Hương thì đang được cải tạo, chưa có hoàn thiện vậy. Rồi việc ra biển để tắm nắng rồi tắm biển thì cũng có một khách vì một số vị khách du lịch, em thấy khách Hàn Quốc á, thì họ ra đây họ không có tắm, nhưng mà họ sẽ ra họ thuê cái ghế, cái giường để họ nằm, họ nghỉ thôi. Rồi họ đem vài lon bia, ít mồi, vừa uống bia vừa nằm nghỉ ngơi thư giãn, ngắm gió biển thôi, chứ không cần phải tắm. Vì vậy cũng khá là lý tưởng rồi quý vị. Rồi bầu trời hôm nay rất đẹp luôn, khí hậu thì se lạnh, buốt buốt. Một cái khí hậu của mùa Giáng sinh sắp đến rồi. Ở phía trước quý vị, đây là đoạn này là cái khách sạn Mường Thanh Center này, rồi cái Citadin này, ngay góc ngã ba của con đường Trần Phú và con đường biệt thự quý vị. Dọc đây là những cái hàng dừa cũng khá là mát. Bên kia là công viên bờ biển rất đẹp, với những cây hàng dương cổ thụ và những cây dừa, có những cây bàn xen vào nữa, có những ghế đá và dụng cụ tập thể dục. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn ạ.